Em xin kính chào quý khách nhé. Sau đây em review chi tiết cho quý khách xem cái bộ ốp tay nắm và hõm cửa của xe Toyota Vios form từ 2019 đến 2021 hiện nay quý khách nhé. Bộ sản phẩm thì gồm có 8 cái chi tiết lớn như thế này, gồm có 4 cái hõm cửa xe và 4 cái ốp tay nắm cửa. Đó. Chất liệu thì bằng nhựa quý khách nhé, bằng nhựa và có cái vân carbon. Đó, đây là màu bên ngoài là vân carbon, nhìn rất là đẹp, màu sáng này, nhìn sang rất sang quý khách nhé. Đó. Đằng sau thì có băng dính 3M hai mặt như thế này. Quý khách mua về chỉ việc lột cái băng dính này và dán thôi. Rất là đơn giản và dễ dàng. Đó. Ngoài ra khi mua hàng bên em thì bên em có tặng kèm thêm băng keo để quý khách dán vào cho nó chắc chắn hơn. Đó. Ở địa chỉ bên em thì là 14 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Quý khách đặt hàng mua hàng là cứ liên hệ bên em nhá. Bên em nhận ship hàng và giao hàng trên toàn quốc ạ. Đó. Rất là đẹp quý khách nhá. Đó. Rồi, em xin chào quý khách nhá.